Ở đây xuất hiện một câu chuyện hết sức thú vị liên quan đến sự phát triển của định dạng bảng sử dụng thẻ table. Trước những cái năm 2002, đa phần các website đều sử dụng thẻ table này để thiết kế, trang trí các cái cột, các dòng trên trang web. Tuy nhiên thì việc sử dụng thẻ table đã khiến cho cái mã HTML trở nên vô cùng rối rắm và phức tạp. Đồng thời với cái cơ chế dựng mô hình các cái đối tượng trong tài liệu HTML DOM Document Object Model của trình duyệt, tốc độ tải trang chứa thẻ table trở nên vô cùng chậm chạp. Chính vì vậy, sau 2002, cái tổ chức W3C đã đề xuất một cái phương pháp mới không dùng thẻ table, gọi là tableless, sử dụng những cái mã CSS kết hợp với cái thẻ div, giúp cho mã HTML trở nên đơn giản hơn và tốc độ tải trang nhanh hơn rất nhiều. Chúng ta hãy thử quay ngược lại thời gian và làm một cái phép so sánh giữa hai thế hệ thiết kế web này. Ở đây chúng ta sử dụng cái trang msn.com của Microsoft làm ví dụ. Chúng ta vào trang archive .org, gọi trang msn.com, tìm đến thời điểm 2001 và mở trang msn ở thời điểm này. Đây là trang msn của Microsoft thời điểm 2001. Tôi sẽ sử dụng công cụ phân tích mã HTML của trình duyệt Chrome. Các bạn thấy là các cái cột, các hàng ở trang web này đều được sử dụng thẻ table để thiết kế. Đó, TR, TD. Tuy nhiên trang MSN ngày nay trông như thế nào? Ta mở trang MSN bây giờ. Trông rất hiện đại phải không ạ? Chúng ta mở công cụ phân tích web. Chúng ta thấy hầu hết các cái trang web hiện tại đều sử dụng cái phương thức div để thiết kế bảng và cột. Chúng ta thử xem họ có dùng thẻ table nào không nhé. Không, chúng ta không tìm thấy bất kỳ một cái thẻ table nào của trang web hiện tại của msn.com. Như vậy là ngày nay hầu hết các cái trang web để dàn trang người ta không sử dụng mã table nữa, mà chủ yếu cái thẻ table được sử dụng để thể hiện trong các cái bảng hoặc các cái lưới dữ liệu như ở trang này. Đây là một lưới dữ liệu về giá vàng và chúng ta thấy người ta thể hiện dưới dạng thẻ table. Việc thiết kế bảng mà không dùng thẻ table sẽ cần phải dùng đến thẻ div và ngôn ngữ CSS, cho nên chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề này trong những cái bài giảng tiếp theo liên quan đến CSS.